Phẫu thuật nội soi 3D là một xu hướng mới trong phẫu thuật lồng ngực, cho phép thực hiện những ca khó với độ chính xác trước đây không thể làm được. Đáng chú ý, trong hội nghị quốc tế y nội soi lồng ngực châu Á đang diễn ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ Việt Nam đã thực hiện một ca phẫu thuật 3D phức tạp thành công trước các chuyên gia quốc tế trong khu vực. Tiến sĩ bác sĩ Vũ Hữu Vĩnh, trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy đã trực tiếp tham gia phẫu thuật nội soi cắt thùy phổi cho một bệnh nhân bằng hệ thống phẫu thuật nội soi 3D trước các chuyên gia hàng đầu trong khu vực. Phương pháp này giúp các phẫu thuật viên quan sát 3 chiều, đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác cho cuộc phẫu thuật, hạn chế nhiều rủi ro, rút ngắn thời gian phẫu thuật, giảm tai biến, chảy máu. Tôi mổ cắt thùy phổi nội soi một cái u tương đối lớn trong vòng có 1 tiếng đồng hồ, và thời gian như vậy so với các bạn bè quốc tế đánh giá là hết sức là nhanh. Phẫu thuật 3D thì là một cái kỹ thuật mới, thì Bệnh viện Chợ Rẫy đã triển khai được khoảng 1 năm nay. Tới nay chúng tôi đã phẫu thuật được khoảng 48 ca, khoảng gần 50 ca. Nếu như trước đây, kỹ thuật mổ hở và 2D có sự hạn chế về hình ảnh khiến các phẫu thuật viên gặp hạn chế, thì phẫu thuật 3D là phương pháp có độ chính xác cao nhất. Thời điểm này, Bệnh viện Chợ Rẫy hoàn toàn làm chủ kỹ thuật nội soi 3D so với trình độ của khu vực. Đây được xem là một bước ngoặt góp phần nâng cao năng lực của ngành y tế Việt Nam trong việc ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến.